xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt bác đây là hai kiện hàng em vừa về, một cái bàn mixer đèn không đắt lắm, hoành tráng, to đục bác đại, giá rẻ có hơn 4 triệu tí đấy, và một chiếc cục đẩy. Con này rất là khủng nha. Đây này, ui rồi này, để che hết cái nải này. Con này thì đời cao, con đẩy này đời cao nhá, nó có luôn cả các chế độ lưu ở trong luôn, chỉnh được bát tép riêng luôn, bát trùng tép nhiều kiểu lắm. Đấy thì nó về như này, một chiếc mixer đèn và một cục đẩy công suất. Còn cái vang trên này là em nhận sửa hộ nha, nhận sửa hộ nha. Đấy, đồ nó có thế này thôi. Đây, số điện thoại của em đây 0981540088 0809819122. Đấy, nhận hàng tại cầu Trương Xá, Kim Động, Hưng Yên. Đấy, số điện thoại các bác nhìn là biết rồi. Đấy, 545058 này, kinh người. Số xấu như thế mà bao nhiêu năm vẫn bán hàng bình thường. Một cái là bán hàng nó thật, nó không giàu nhanh như là anh em bán hàng chém gió tung trong nhà, mà chém một phát là có gió mát luôn ấy. Của em thì chém một lúc sau mới có gió mát. Đấy, còn nhiều anh em chém là một phát là gió mát lạnh luôn, lạnh ngắt luôn ấy. Đấy, đúng không? Đây là con này em nhận sửa hộ nhá, mang cho thợ. Đấy, anh em thợ nào mà muốn sửa các thiết bị âm thanh, vang, mic, đẩy, nâng tiếng, nọc xì các kiểu gì đấy thì liên hệ trực tiếp với em, hoặc là loa mà cháy cuốn lại thì liên hệ trực tiếp với em. Bên em thì có nhiều nhiều cái hay lắm. Nói chung là cứ gọi thằng Văn Độc ở Hưng Yên là cái thằng chỉ điểm. Đấy, ví dụ anh em mà tốt tính với nhau thì em giúp đầu đuôi, còn anh em mà cứ tốt một nửa xong lúc sau giở trò này em cũng cho quay xe ngay. Em không chơi với anh em như thế đâu. Mấy anh em chơi bẩn, giúp được gì thì giúp được cái xong bắt đầu nó quay xe ngay, chặn hết đường sống của anh em, nguy hiểm. Nói chung là ở Hưng Yên thì em chả sợ thanh niên nào cả, chỉ sợ mấy thanh niên chơi bẩn thôi, còn chơi sạch em chả sợ gì cả, đúng không ạ? Ok, thì em sẽ dỡ hàng xuống nhé. Con vang số này thôi, bây giờ dỡ xuống là một cái mixer đèn và một con cục đẩy. Bây giờ em sẽ mở xuống, dỡ xuống. Đấy, tiện có cân đây thì cân luôn con đẩy xem nó bao nhiêu cân các bác nhé. Mixer đèn này thì em nói thật là con này mới thì chắc phải tầm trên 20 triệu tại Trung Quốc, còn bây giờ hàng bãi nó có hơn 4 triệu tí thôi. Nó rẻ bằng 1/5 so với mới. Đấy, ok, bây giờ em sẽ dỡ xuống nha. Đây, các bác xem nha, phải gọi là bố cục khủng luôn, nguyên đai nguyên kiện nha. Ui rồi, bằng nhôm, bằng kim loại này, gõ nó còn con này. Đấy, còn xoay được nha. À, xịn vừa, khiếp, tí đứt tay này, nó trượt vào mép đây nè. Đấy, đấy. Nói chung là con này thuộc dạng khủng rồi. Active banner tức là cái đây nó chọn chế độ này. Chế độ 1 nó như này, và gạt sang 2 là nó chế độ khác. Chọn mốt nhanh nhá. Đấy. Nói chung là con này về em sẽ tự nghiên cứu thôi, chứ không nói hay được. Đấy. Rất là khủng. Cái thì còn con fighter gạt này, còn đúng gạt cái thì mất nhá. Nên là giá em nói thật là con này em chỉ nãi được có mấy trăm nghìn thôi. Các bác nào mà gọi là thích cái đồ này, thích nghiên cứu thì liên hệ trực tiếp. Con này em lấy về để em trải nghiệm đó. Trải nghiệm được một thời gian xong là bắt đầu các bác nào thích thì em cũng sẽ bán thôi. Rất là khủng luôn. Rất nhiều đèn. Đấy, đây là mặt trước nha, mặt trên nhá. Mặt sau thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem nhá. Nút ấn thì vô vàn luôn. Đây, con này của model của nó là Panner 20100 MOV Lightning Controller. Không biết là giá mới nó tầm bao nhiêu tiền, nhưng nói chung là em lấy hàng bãi giá khá cao rồi. Đấy, còn đây là còn chế độ nó cắm khóa vào, nó chỉnh gì đây này. Nó có chìa khóa nó cắm vào đây chỉnh này. System này, rule này, program này. Đấy. Đây. Xịn nhá. Còn chắc Breger, còn chắc là CD này. Rất là khủng luôn. Freenex ANN Hinai. Nút ấn của nó thì cũng gọi là vô vàn luôn. Rất nhiều luôn. Thì em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhé. Ui rồi, chung một máy tính. Cái loại này thì kinh rồi. Loại này lại chưa kinh, còn của máy tính thì kinh rồi. Bố của hoành tráng rồi. Bố của hoành tráng rồi. Nó chơi nguồn máy tính các bác ạ. Nên là cái loại này mà thôi không kể nữa. Reset này, MIDI in out này, DM Sin in này, DMX in này. Đấy. Còn đây là DMX out này, ROM, DMX trừ, DMX cộng, các chế độ đây.
nó có 1A, 2B, 3C, 4D, Siri này, virus thì này, USB để kết nối máy tính này. Đấy, nói chung là các bác nào mà làm sự kiện nhá, thích nghiên cứu con này thì em để giá tốt cho các bác, hơn 4 triệu thôi, hơn 4 triệu một tí thôi, giá tại cửa hàng nhá. Các bác nào đấy thì em sẽ tính cái cước phí, nó con này nó khoảng tầm hơn 400.000, nên là các bác lấy con này coi như tầm 5 triệu. Hồi cạnh gỗ này, nó hơi bị nở tí. À đây nó còn có cái bản nề này, ví dụ như tháo cái cạnh gỗ này ra xong nó sẽ nặt được lên. Cái con này em sẽ vệ sinh sau, tháo sau nhá. Thì tiếp theo đây là về cái con cục đẩy. Con này thì hơi hiếm luôn, Motablock. Đấy, con này còn là Motablock nhá. Con này có model là Y.T hay là 1.T này. Đấy, 1 hay là Y gì đây? 8950G. Đấy. 8950G, em chưa biết nó như nào. Con này thì chiết áp của nó vô cực. Con này là thuộc dạng đời cao. Đấy, và nung kính A và nung kính B này, vặn vô cực nha. Nó sẽ có màn hình hiển thị ở đây. Có menu này, up down để điều khiển các chế độ như là gì đấy, cắm điện luôn không nói nhiều. Cắm điện luôn, không nói nhiều. Nói làm cái gì? Nói. Đúng không? Cắm điện luôn. Xem nào, có nên điện không hay là rút điện trên kia rồi. Hình như là rút điện rồi các bác ạ. Chán thế nhỉ? Đấy, thế rồi trời. À đây, cắm cái ổ kia nó không nhận. Đấy. Đây nó có màn hình hiển thị này. Đấy, các bác nhìn kỹ này thì sẽ thấy này. Nó hiển thị số này này. Đấy, nó hơi tối tí. Đấy, vặn này là trừ này. Menu này, chết. Bass. Mute. Đấy, hay không? Chết bass mute. Đấy, nó chỉ có 3 chế độ chết bass mute thôi. Ai à, con đẩy này hay nhỉ. Motablock. Đấy. Con này thì nhưng mà em nói thật các bác là giá hơi cao nhá. Thì về bây giờ nó cứ quay giới thiệu đã, còn tháo mới review thì sau. Chế độ đánh này Cell, Planever, Bright. Đấy, dây nguồn đây. Cấu rắc này thì em phải thay rồi. Cái này về 10 cái thì 1-2 cái gãy là chuyện bình thường. Về 10 con đẩy, đa số nào toàn bị gãy này. Đấy, đa số toàn bị gãy. Chứ rắc này của nó rất là xịn nha. Gãy thì phải thay thôi. Gãy thì phải thay cái rắc chợ vào thôi. Rắc gọi là rắc linh kiện thay thế thôi. Chứ không tránh được. Về trong tình trạng là nguyên zin nhá. Chưa tháo ra. Cái này em sẽ review trong clip lần sau nhá. Này, báo cáo các bác là hôm nay có hàng về như thế. Và trước mặt các bác đây cả một đống đèn nữa. Các bác nào quan tâm đèn thì hẹn trực tiếp nhá. Những đơn hàng của các bác đã đặt hàng, em đã gửi. Đấy. Các bác nào đã đặt thì đã gửi. Đây, trọng lượng của nó là 35kg. Được chưa? 35kg. Đấy, nhẹ hơn cái con hai nguồn một tí. Con hai nguồn của nó là vào 38kg. Con này thì có 35kg thôi. Đây nhá, 8950G. Đấy. Con này hiện tại em đang chào bán tại cửa hàng là 6 triệu 9 nhá. Giá rất là cao, rất là đắt. Nhưng mà thôi, clip lần sau em sẽ review. Cứ báo cáo với các bác là trong buổi chiều tối ngày hôm nay có hàng về, toàn hàng khủng thôi. Đấy. Con này thì bố của hành tráng rồi, em xin nói như thế thôi. Con này thì thôi phải vệ sinh đã, cắm điện làm gì vội, đúng không? Đây. Mất 1, 2, 3 4, 5, 6 7. Đấy, con này nữa là 8. Đâu phải, đếm trên nhé. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 7 8, đúng mất 8 nút. Mất đúng 8 nút. Cái này thì nói chung là con này là Fider điện nhá, không phải là Fider cơm đâu. Fider điện tức là các bác bấm chế độ gì đây gì đây. Kia bấm này thì nó sẽ nhảy lên, nó nhảy đến đoạn này, nhảy xuống đoạn này, nhảy lên nhảy xuống. Fider điện rất là hay luôn. À, các bác chọn mode này. Đang đánh mode A là nhạc nhẹ, nhạc ấy nhá. Xong là các bác bấm stop lại cái thì nó tối sầm đi hay gì gì đấy. Xong là các bác chuyển sang mode B hoặc mode C thì là nó sẽ sang một bài nhạc khác để biểu diễn. Nói chung là cái này thì em nói thật là các bác về tự nghiên cứu, chứ còn thật ra nếu mà em nhảy sân vào cái món ánh sáng thì chắc là bị anh em chửi nhiều nữa. Nhảy cái món sự kiện thôi đã thi nhau gọi tên em rồi. Bây giờ nếu mà nhảy sang cái món sự kiện này mà gọi ánh sáng này nữa thôi thì chắc là có khi các bác chửi em nữa. Đấy. Nói chung là các bác nào thích thì liên hệ trực tiếp nha. Giá giao đưa các bác là có trên 4 triệu thôi. Phí ship nó cộng vào tầm 500.000 nữa. Nghe về các bác là vào tầm
gần 5 triệu, gần 5 triệu, trên 4 triệu. Giá chi tiết liên hệ trực tiếp nha. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Hôm nay giới thiệu những hàng siêu phẩm này là rất nhiều anh em các bác cũng ưa thích và cực kỳ nhiều anh em cùng bán hàng rất ghét. Ok không ạ? Đấy, các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0869809122 gặp Văn Lộc, hoặc liên hệ với số là 0981545058 gặp Văn Lộc, được chưa ạ? Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những clip review những siêu phẩm, những sản phẩm khủng khiếp ở lần sau nhé. Con này là mít sơ đèn, con kia là cục đại công suất, về có hai con siêu khủng rồi. Đấy, xin kính mời các bác cùng đón xem trong những clip lần sau.